giải thoát nó tự hiện bày. Đó là những người hạ trí họ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự họ không biết, họ không biết rằng cái bổn tánh thường hằng trong tâm chúng sinh nó vốn đã thanh tịnh. Cái gốc mà si ái mà họ khởi tưởng đó là gì? Là nó do cái tập nhân vọng tưởng nó phát sinh. Nghe cho nghe thầy nói cho rõ, tâm của mọi chúng sinh đều thanh tịnh bình đẳng hết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng sinh có sự đau khổ là do cái tập nhân si ái từ ở trong cái tàng a lại gia thức nó hiện bày. Quý vị đã, khi mà quý vị lên tới bậc nhân, quý vị đã trải qua đã nhiều kiếp trong cái cuộc đời mà tu học rồi, thành ra những cái tập nhân này nó vẫn còn nằm đó. Vì vậy mà mình nên nhớ rằng cái gốc si ái nó chính là tập nhân vọng tưởng nó phát sinh. Vì thế mà khi mà họ khởi vọng để trừ vọng thì quý vị thấy sao? Mình dùng cái vọng tưởng để mình tu, để mình hy vọng rằng mình chứng thánh, hay mình hy vọng rằng mình chứng chân như, thì sao? Thì cái này nó đều vọng. Nếu điều là vọng hết thì chắc chắn là muôn đời mình không đạt đến cái pháp. Bởi quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy những người tu như thế nào? Dạy những người tu là phải dứt vọng để vào chơn, có nghĩa là không khởi niệm để vào thiền định. Ở trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà quý vị khởi cái vọng tưởng là quý vị không vào định được. Trong Thủ Lăng Nghiêm quý vị không khởi vọng tưởng, ngồi giống như là mình ngồi mà ngồi vui chơi vậy thôi, thì từ từ tự nhiên quý vị sẽ vào được đại định. Còn quý vị khởi cái vọng mà quý vị tu là quý vị chỉ tu trong vọng tưởng mà thôi. Mà hãy dùng vọng tưởng, tu vọng tưởng thì sao? Thì muôn đời quý vị cũng không có ra khỏi sự chấp pháp, vẫn còn bị cái sự vướng mắc ở trong cái vọng tưởng phiền não. Vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài khai thị câu này để cho người tăng sĩ, cho những người mà có tâm thật sự giải thoát, họ không còn chấp pháp và họ không còn vướng mắc vào những cái vọng tưởng của tập nhân này nữa. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng đều nên nhớ rằng cái tâm của chúng sinh luôn luôn nó nằm ở trong cái nhị nguyên. Cái nhị nguyên của tâm chúng sinh là vọng và chơn. Hằng ngày mà quý vị khởi tưởng để mà quý vị đi làm để sống, đây là cái vọng. Hằng ngày quý vị khởi tưởng để sanh ra biết người này biết người kia, đây là cái vọng. Luôn luôn là tâm chúng sinh nằm ở trong cái nhị nguyên vọng và chơn. Do đó khi mà vọng mất thì sao? Thì chơn nó tự hiện bày. Nó tu nó dễ như vậy đó, vọng mất thì chân hiện bày, có vậy thôi à. Tại vì cái tâm mình nhị nguyên chỉ có vọng và chơn, mà hễ vọng mất thì tâm thể chơn như hiện bày. Đó, tu là chỉ vậy thôi à. Quý vị làm sao làm, quý vị làm sao mà vọng mất thì tâm nó hiện bày. Đó, cái phương pháp của trong kinh Duy Ma Cật nó chỉ rõ ràng đó. Không có cái gì mà phải xa vời, mà không có cái gì mà nó sâu xa hết, nó rõ ràng vậy. Tâm chúng sinh là nhị nguyên vọng và chơn. Vọng mất thì chơn hiện bày, hễ mà vọng khởi thì chơn như lặng mắt. Nhớ điều này. Bây giờ kinh văn kế tiếp: ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu văn vậy là làm sao mà mình có thể giải thích đây? A Di Đà Phật. Cái tướng ngũ nghịch là ai cũng sợ hết á, mà ở đây ông cư sĩ Duy Ma Cật cũng nói ở tướng ngũ nghịch mà đặng quả giải thoát. A Di Đà Phật. Đã chúng người nào giảng được câu này giơ tay lên, thầy mời giảng câu này. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Không có gì nào đâu, giơ tay thôi thầy giảng tiếp. A Di Đà Phật. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Thì bây giờ mình phải định nghĩa cái tướng ngũ nghịch là tướng như thế nào. Khi mình biết được cái tướng ngũ nghịch thì mình mới có thể đi sâu vào ở trong cái phần pháp tánh được, cái phần giảng pháp được. Bây giờ nói về cái tướng ngũ nghịch là cái tướng mà chúng sinh đã phạm như sau. Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết những bậc thánh nhân A-la-hán, bốn là phá sự hòa hợp tăng. Phá sự hòa hợp tăng có nghĩa là tăng đoàn người ta đang thanh tịnh an vui đó, rồi mình
cái tâm mình là tâm phàm phu, mình vào đó mình đem cái tâm phàm phu mình xúi người này chống người kia, mình kéo người kia chống lại người này, phá đi cái sự hòa hợp tăng. Đây là một cái tội trong cái tội ngũ nghịch. Và năm là làm cho thân Phật chảy máu. Đây là năm cái tướng ngũ nghịch, quý vị nên nên nhớ điều này. Cái người mà đã phạm vào trong cái tội ngũ nghịch rồi thì họ sẽ đọa vào trong cái vô gián địa ngục. Họ sẽ chịu khổ trong muôn ngàn ức kiếp. Tại sao gọi là vô gián địa ngục? Quý vị nên nhớ rằng một người mà họ đã phạm cái tội ngũ nghịch rồi đó, khi mà lâm chung đó, họ vào trong cái vô gián địa ngục rồi đó, thì khổ vô cùng quý vị ơi. Hằng ngày họ đều bị những cái loài quỷ tốt sai làm những cái việc rất là nặng nhọc. Và họ muốn ngừng nghỉ thôi, họ chỉ khởi cái tâm muốn ngừng nghỉ thôi trong một phút thôi cũng không được nữa. Bởi vậy mới gọi là vô gián, có nghĩa là không có, nghĩa là cái ngục này nghĩa là con người làm tội luôn luôn chịu sự đau khổ, không có được một phút ngừng nghỉ để mà được cái sự an lạc. Đây là một cái chỗ mà rất là đau khổ. Thầy mong rằng tứ chúng đừng có sa vào ở trong cái tội ngũ nghịch này, để mà chính mình sẽ bị đau khổ trong cái ngàn muôn ức kiếp. Như vậy thì người tu là phải rời xa cái tướng ngũ nghịch mới đặng giải thoát. Nhưng mà tại sao cư sĩ Di Ma Cật ngài lại khai thị ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát? A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ nan giải ha. Thật sự cũng khó giải thiệt đó chứ. À, mình thấy cái tướng ngũ nghịch sợ gần chết vậy, mà ổng lại nói rằng phải ở nơi tướng ngũ nghịch để mà đạt đến sự giải thoát. Thật ra thì cái câu này, cái nghĩa lý nó cao quá và nó rất là tuyệt vời. Thầy nói rằng những người nào mà hiểu được cái câu này thì chắc chắn rằng cái những vị đó họ sẽ nằm ở trong cái hàng bất thối. Và cái hàng bất thối ở trong cái Đại Thừa Bồ Tát là cái ngôi Bát Địa Bồ Tát vậy. Quý vị lắng nghe thầy giảng cái chỗ này nghe. Ừ, cái chỗ này nó hay lắm ạ. Quý vị ráng nghe để mà hiểu được. Tất cả quý đại chúng lắng nghe cái phần giảng này. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái tướng ngũ nghịch, nếu mình soi tận cùng cái gốc của nó thì nó cũng là cái tướng thanh tịnh. A Di Đà Phật. Do đó người mà họ bị cái danh lợi, họ bị cái ngũ dục, họ bị cái dục vọng lôi cuốn, họ muốn đạt đến cái địa vị cao thì họ sanh ra cái vọng tưởng này. Còn những người mà họ có cái tâm bình an, có cái tâm mà không có tầm cầu những cái địa vị cao, họ chỉ có cái tâm thanh tịnh và giải thoát thì họ không có khởi lên cái tướng này. À, A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy rằng trong thời Đức Phật thì có ai đã khởi lên cái tướng này? Đó là có vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giết cha để xoán đoạt ngôi vua. Vì thế mà quý vị thấy rằng cái nhân quả nó đến với vua A Xà Thế là sau khi mà giết cha xong thì chẳng bao lâu cả mình của vua A Xà Thế ghẻ lát nó nổi nổi cùng mình. Mặc cái long bào nào vô cũng là dính máu mủ hết. Những cái mục ghẻ này là những cái mục ghẻ nó chứa đầy cái mủ độc ở phía trong. Do đó nó đau nhức vô cùng. Tất cả những cái gì mà kêu là thần y thời bấy giờ họ trị liệu cũng không được. Bởi vì ở đây cái bệnh này là do cái nghiệp mà nó tạo thành, chứ không phải là nó do cái thời khí mà tạo thành. Vậy nên nhớ có những cái bệnh nó do thời khí tạo thành thì mình có thể nhờ bác sĩ, mình có thể nhờ những cái vị mà đông y sĩ họ chế thuốc họ cứu mình. Nhưng mà những cái bệnh mà do nghiệp lực tạo thành thì những cái thuốc của thế gian trị không được. Thì bây giờ chỉ có nhờ A Xà Thế đã quy y với Phật và nhờ Phật Pháp biến cải, cho nên ông đã thành tâm sám hối những cái tội nghiệp này. Do đó những tội nghiệp này đã tiêu trừ. Và quý vị nên biết rằng sau khi mà Đức vua A Xà Thế mà quy y Phật Pháp rồi, ngài trở thành một cái vị hộ pháp rất là chân thành.
Trong kinh sách đã để lại rằng nếu mà vua A-xà-thế không có phạm tội giết cha đó, thì ngài đã vào trong cái bậc thánh quả thứ nhì, tức là Tư Đà Hàm. Nhưng mà bởi vì mang tội giết cha, thành ra thánh quả không đạt được. Thành ra quý vị đại chúng cẩn thận về điều này. Người thứ hai mà phạm tội ngũ nghịch trong cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền, đó là tăng sĩ tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết rằng Đề Đà Bà Đạt Đa là anh ruột của ngài A Nan và anh em chú bác với Đức Phật. Vị này tuy chưa chứng được thánh phạ quả nhập lưu, tức là tu đầu quần, vị mà tu đầu quần là vị nhập lưu vào trong thánh quả đầu tiên, nhưng mà vị Đề Bà Đạt Đa này chưa có chứng thánh quả, nhưng mà nhờ em ruột của mình là ngài A Nan dạy cho những phép thần thông, do đó đắc được cái ngũ thâm. Và từ đó thì ông Đề Bà Đạt Đa này sanh cái tâm đại ngã mạn. Ông thường xúi những tăng sĩ kinh chống lẫn nhau, với mục đích là ông muốn là những tăng sĩ này bỏ Đức Phật để mà đi theo ông. Và chính bản thân ông đã nhiều lần sai người đến tịnh xá để giết Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc thay, những người mà ông cho tiền để đến giết Phật, nhưng mà khi mà những vị này thấy được cái tướng của Phật, thì những vị này bị cái ân đức của Phật cảm hóa, do đó đều quy y với Đức Phật hết. Khi mà sai người giết Đức Phật không xâm, thì ông mới thả vô sai ra với mục đích là cho nó giẫm nát cái thân của Đức Phật. Nhưng mà voi sai làm sao? Khi nó thấy Đức Phật, nó cũng phải quỳ mọp xuống nó lại. Bởi vì Đức Phật tu tứ vô lượng tâm đến cái chỗ tuyệt cùng, thành ra không có chúng nhân nào có thể hại Đức Phật được hết. Quý vị khi mà tu tứ vô lượng tâm, tất nhiên là từ bi hỷ xả, mà đạt đến chỗ mà cao tột của từ bi hỷ xả rồi, không có loại nhân thiên nào mà hại quý vị được hết. Bây giờ nếu mà quý vị đối diện với một người thật sự họ sân giận, họ cầm cái dao, quý vị chỉ khởi cái tâm từ bi thôi là cái vị này tự động bỏ dao hả? Đó là do cái pháp mà quý vị tu ra đạt thành. Nó giống như một thần thông vậy đó. Nó giống như vậy. Và sau cùng thì chính ông Đề Bà Đạt Đa, ông đã quăng đá trúng chân Phật và làm cho chân Phật chảy máu. Do phạm cái tội ngũ nghịch này mà ông Đề Bà Đạt Đa đã phải đọa vào địa ngục vô gián. Khi mà ông đã mãn kiếp sống ở cõi Ta Bà này. Hiện giờ thì quý vị biết rằng cái cõi mà vô gián địa ngục nó không phải là một kiếp, hai kiếp, ngàn kiếp, mà nó là ngàn muôn ức kiếp. Do đó ngày hôm nay thầy đang ngồi trước quý đại chúng giảng kinh này thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn nằm trong vô gián địa ngục. Mặc dầu trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký cho ông sẽ thành Phật, nhưng mà thời gian đó rất là còn lâu xa. Thời gian đó là thời gian mà ông phải ăn năn sám hối ở địa ngục rồi ông mới trở lại cái cõi người, còn rất là lâu xa. Giờ này khi thầy đang giảng với quý vị đây thì ông Đề Bà Đạt Đa đang nằm ở dưới vô gián địa ngục vậy. Như vậy thì quý đại chúng đã biết rằng cái tướng ngũ nghịch do cái người hạ trí, họ tâm si mê danh lợi ngũ dục mà họ sanh ra cái vọng tưởng này. Còn người mà thượng trí thì họ biết rằng cái tướng này bản nguyên của nó vốn là thanh tịnh. À vậy là Phật, tướng này bản nguyên vốn là thanh tịnh. Do đó từ nó bản nguyên của tướng này mà họ đạt đến cái sự giải thoát. À vậy là Phật, như vậy quý vị thấy rõ ràng là từ sao? Từ cái tướng mà ngũ nghịch mà vào trong giải thoát là cái chỗ này. Là chỗ đi từ cái bản nguyên của cái tướng đó. Bởi vì bản nguyên của tướng ngũ nghịch là cái bản nguyên của sự thanh tịnh. À vì là Phật, cái chỗ này quý vị nào mà hiểu thấu đó nha, là quý vị là thật sự là Bồ Tát thiệt đó. Ừ, Bồ Tát mà có danh ở mười phương á, chứ không phải là Bồ Tát mà thọ giới đâu. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị hiểu thấu. Do đó từ nơi cái bản nguyên của tướng này mà những vị tu hành đó đạt đến cái sự thanh tịnh và giải thoát.
A Di Đà Phật.